đậu xanh, để ngâm ngâm qua đêm vậy cho nó nở, và tiền thấp thôi. Cái này là đậu xanh này tiền thấp này, một miếng đậu xanh này ha. Cái này là bột gạo và bột năm. Đây là 50g bột nếp. Đường.
quay lại nha mấy anh chị chưa ha. Nhỏ thêm nước chưa? Chờ chút nữa nhờ đỡ tiếp lớp tiếp nữa nha.